Đúng như thông tin từ trước đó, Toyota Innova thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia vào ngày 21 tháng 11 tới đây. Tuy ngày ra mắt đã gần kề, nhưng hãng Toyota vẫn tiếp tục tung ra hình ảnh úp mở mới của Innova 2023. Trong hình ảnh mới nhất do hãng Toyota công bố, có thể thấy Innova 2023 quả thực được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama như tin đồn. Cửa sổ trời kéo dài từ hàng ghế trước đến hàng ghế giữa, mang đến không gian nội thất thoáng đãng hơn cho mẫu MPV cỡ trung này. Đây đồng thời là trang bị hoàn toàn mới và chưa từng xuất hiện trên Toyota Innova. Vì sự xuất hiện của cửa sổ trời toàn cảnh mới, nên các cửa gió điều hòa dành cho ghế sau được chuyển sang hai bên trần xe. Chạy dọc theo cửa sổ trời toàn cảnh là hai dải đèn viền LED, tăng vẻ cao cấp cho khu vực nội thất của Toyota Innova mới. Không dừng ở đó, hình ảnh do hãng Toyota tung ra còn cho thấy Innova 2023 được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm nằm độc lập trên mặt táp lô, khá giống với những mẫu xe cùng thương hiệu như Corolla hay Corolla Cross. Tuy không thực sự rõ ràng nhưng trên lưng ghế trước của Toyota Innova 2023 có vẻ xuất hiện cả màn hình giải trí dành cho hành khách phía sau. Trang bị nội thất đáng chú ý tiếp theo của mẫu MPV cỡ trung này là camera hành trình phía trước được đặt gần gương chiếu hậu. Tất cả những chi tiết này hứa hẹn sẽ tăng thêm sức hấp dẫn cho xe. Trước đó, cánh săn ảnh cũng đã bắt gặp Toyota Innova, thế hệ mới trên đường phố Indonesia trong tình trạng không hề ngụy trang. Những hình ảnh này đã xác nhận xe được bổ sung thiết kế đầu xe mới, với lưới tản nhiệt có thiết kế phẳng hơn và đi kèm mắt lưới màu đen, theo phong cách xe SUV thay vì nan nằm ngang như thế hệ cũ. Ngoài ra, lưới tản nhiệt còn được bao quanh bằng nẹp mạ chrome. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha mới với thiết kế thanh mảnh và hiện đại hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Bên dưới là cản trước mới, được bổ sung khe gió nằm dọc ở hai góc và nối với nhau bằng ốp màu đen vắt ngang đầu xe. Phía sau Toyota Innova 2023 sẽ có thêm cụm đèn hậu nằm ngang với thiết kế mỏng hơn trước. Đèn hậu của xe chưa phải là loại LED toàn phần vì đèn báo rẽ vẫn dùng bóng halogen. Tin đồn cho biết, Toyota Innova 2023 sẽ được phát triển dựa trên khung gầm liền khối TNGA mới thay vì hình thang như cũ. Nhiều khả năng xe sẽ có chiều dài 4.700mm và chiều dài cơ sở 2.850mm trong khi trọng lượng giảm 170kg. Nằm bên dưới nắp capo của Toyota Innova 2023 là động cơ xăng hoặc hệ chuyển động hybrid mới và không còn động cơ diesel như trước. Hiện thông số động cơ của xe vẫn chưa được tiết lộ. Theo tin đồn, động cơ của mẫu MPV này sẽ có dung tích xi lanh 1.8 và 2.0. Tại thị trường Indonesia, Toyota Innova Hybrid 2023 được cho là sẽ có 3 bản trang bị là G, V và Q. Trong khi đó, Toyota Innova 2023 máy xăng có 2 bản trang bị là G và V. Theo tiết lộ của nhân viên bán hàng tại đại lý, Toyota Innova 2023 ở thị trường Indonesia sẽ được trang bị tính năng khởi động nút bấm ở mọi phiên bản. Với bản G, xe sẽ dùng vành 16 inch và màn hình cảm ứng 9 inch. Riêng bản Q cao cấp nhất sẽ có thêm đèn báo rẽ LED, vành 17 inch, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay và gói phụ kiện ngoại thất thể thao Modulista. Thêm vào đó là hai ghế thương gia ở giữa, sạc điện thoại thông minh không dây, phanh tay điện tử, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, TSS. Giá xe Toyota Innova 2023 phiên bản Hybrid tại thị trường Indonesia dự kiến dao động từ 455 đến 625 triệu rupiah, khoảng 719 đến 987,5 triệu đồng. Con số tương ứng của phiên bản máy xăng là 400 đến 450 triệu rupiah, 632 đến 711 triệu đồng. Khi mua mẫu MPV này, khách hàng Indonesia có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng, đen, xám đậm, xám và bạc.